đinh. Chớp quá trời chớp. Xe nhìn lạ quá ta. Xe lạ quá ủa. Dạ xin chào quý diễn giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Phương Dừa đang có mặt ở hội quán ngôi sao miệt vườn ở số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ủa này rồi ra đường nào anh? Ra bên đâu anh? À ra bên kia hả? Anh đi ra đường bên đó hả? Ôi tưởng đâu giống đi xuống xe hơi, điện đi ra đường bên đây. Có xe gì lạ quá vậy anh trai? Anh đã thiết kế. Anh tự thiết kế hả? Cho em xin phép đeo này nói chuyện cho nghe coi. Rồi. Trời ơi. Rồi, anh ở đâu mà anh chạy tới đây vậy? Đà Lạt. À Đức Trọng á. Là quê anh ở Đà Lạt, anh ở gần đây chứ. Coi như là từ Đức Trọng mình lên Đà Lạt là 30 cây nữa. Là quê anh ở Đức Trọng. Quê ở Đức Trọng. Rồi anh đang sống ở đây. Không, coi như là ở Đức sống ở Đức Trọng. Ở dưới Đức Trọng anh chạy xe này xuống đây hả? Rồi. Là 270 cây xuống tới đây nữa là không biết bao nhiêu. Rồi anh đi từ hồi nào? Đi từ sáng hôm qua. 3 giờ sáng đi. Điện luôn hả? 3 giờ sáng đi. 3 giờ sáng giờ trời là 9 giờ sáng nè. 3 giờ sáng hôm qua là 3 giờ sáng hôm qua hả? Sáng hôm là kia. Là 3 Tây là 3 giờ sáng mùng 2. Tây. Mùng 2. Là bao nhiêu sáng là 12 tiếng là coi như là 3 giờ chiều là 24 tiếng, hai mấy tiếng. Tối hôm qua ngủ ở Thủ Đức. À. Sáng lên mới ở Thủ Đức. Vậy là 3 giờ sáng ngày 2 Tây dạ. Chạy xuống. Mà anh chạy tới khi nào anh tới Thủ Đức? Chạy đến 10 rưỡi. 22 giờ đêm á. À 22 giờ đêm là anh chạy là hơn 12 tiếng. Rồi vừa đi vừa nghỉ mà mình vừa đi mình đi rất tin mình đâu có tin ăn được. Cho anh biết cao danh quý tánh. Dạ em tên là nếu mà tên cúng cơm á. Dạ. Là tên Lộc Văn Dương. Lộc Văn Dương. Dạ. Còn tên thường gọi ở nhà là tên Út. Tên Út. Dạ. Năm nay Út bao nhiêu tuổi? 52 à. 52 tuổi là mấy người vợ mấy người con? Một vợ hai con. À một vợ hai con chứ phải hai vợ một con hả? Dạ, một vợ hai con thôi. Dạ. Rồi cho anh hỏi là bộ tóc để đẹp quá. Ủa bộ râu để đẹp quá để là bao lâu rồi? Để 3 tháng nữa được 1 năm. Để 1 năm mà dài vậy hả? Chứ chú anh có để râu không? Có chứ. Rồi vừa rồi tháng 2 vừa rồi bà thím mất á. Dạ. Bà thím mất cái là cắt đi hết. Dạ. Xong rồi bây giờ để lại. Dạ, còn nó mốt nó có dài nữa không anh? Còn chứ. Ồ. Còn giờ chắc mai mốt phải rồi tới. Rồi chứ anh chẳng làm công việc gì? Anh xong ở nhà coi cháu ngoại thôi. Anh có mấy người cháu ngoại rồi? Hai. Có cháu nội chưa? Chưa. Cháu nội thằng lớn nó chưa chịu lấy vợ. Chưa chịu lấy vợ, chị làm công việc gì? Chị thì đi làm neo. Ở nhà hay là làm cho người ta? Đi ai kêu thì mình đi. Rồi kinh tế gia đình sao? Kinh tế gia đình thì con cái nó ổn định hết rồi. Lo hả? Dạ, bây giờ ăn rồi thì vợ mấy con nó khuyến khích mình đi chơi. Khuyến khích đi chơi hả? Ờ, khuyến khích kêu xuống là... Xuống quá vậy? Làm cái xe này nè. Trời ơi, cái xe này là sao nè? Anh mua hay là anh làm gì? Cái xe này mình đóng. Anh đóng hả? Đóng hết. Cái này nguyên thủy nó là chiếc xe máy. Dạ, cái này là xe máy hết. Rồi anh đóng cái này. Dạ, đóng cái này hết. Cái này là ra đường nào đây? Gạt đây hả? Dạ. Là ra đây. Rồi đây là thắng hả? Thắng tay. Thắng tay hả? Dạ. Có thắng tay luôn hả? Dạ. Ghê vậy? Cái này là anh thắng tay rồi hả? À này. Rồi thắng tay. Cho em xin phép lên được không? Dạ được. Ồ thấy xe lão quá vậy? Cái này về em sửa lại cho nó nhỏ gọn á. Để mình ngồi á. Cái này cái ghế anh hàng ra hả? Đây cái ghế của nó, nguyên thủy của nó là cái kia kìa. Rồi cái này, cái bạc này đâu hạ xuống được ha? Đâu hạ xuống coi bên trong coi. Hả? À, trộn đem quần áo đồ theo nè. Thì anh này ngủ bụi mà. Ủa vậy hả? Dạ. Anh thích vậy hả? Cứ đi trên đường thôi, khi nào hết tiền thì về. Ủa vậy hả? Rồi bữa nay đem được bao nhiêu tiền? Con cho 2 triệu đi. 2 triệu đi được hết nhiêu vậy? Hết gần triệu rồi. Yeah. Ủa gần triệu rồi còn triệu trả về không đủ sao? Đủ. Vậy hả? Rồi đây có gì cái này đồ nghề đến hút cái này là hôm qua hút bằng đấy đó. À anh đi dọc đường hút như đó hả? Ừ. Rồi anh này anh lụm cho sạch được không? Không cái này là anh uống xong rồi anh dục vào đây. À. Cho xin phép coi đồ. Rồi đồ ok cứ thoải mái đi. Đã thấy anh lạ quá hả? Còn cái này là để anh gỡ... Cái này là để chống cái bạt này nè. À chống cái bạt. Rồi. Trời ơi. Còn cái này đem theo nước uống. Cái đó là để nước có rửa mặt đồ các kiểu á. Dạ, rồi còn... nấu ăn. Còn cái này nấu ăn luôn hả? Rồi.
Còn cái này là để cái bơm. Bơm. Xin phép review nha anh. Ra 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 cái thoải mái đi. Cái gói để anh nằm ngủ. Ra. Cái ba lô để quần áo hả? Ra ba lô quần áo. Còn cái này là tối nằm đây ngủ hả? Ra tối nằm trên đó. Nằm ngắn dầm đi ha hả? Ra. Là cái áo của anh. Ra tối tối mình lật cái này lên nè. À. Xong rồi ngủ là vừa khít luôn. Ờ, quần áo thẳng thớm qua có đang ngủ theo không? Không, cứ giặt xong rồi cứ gấp gấp vô để đấy. Rồi cái này anh mặc luôn hả? Dạ. Ờ. Đem bao nhiêu bộ đây? Là đi tới ghé sông suối giặt hay là ghé chạm dừng chân rồi giặt? Mình đi vô cây xăng. Cây xăng mình tắm rồi đổ xăng. Tắm rửa xong bắt đầu giặt ở đấy luôn. Xong rồi tối ngủ ở cây xăng. Ờ. Ủa này xe ba gác ta? Nó cũng như tự tự như ba gác á, nhưng mà em là đóng cái thùng. Đóng cái thùng như vậy để mình hồi là đóng là bằng cái tôn này này. Dạ. Xong rồi em thấy nó nặng quá bắt đầu về mới cắt ra. Mới dạ. Gánh cái bạt thôi. Dạ. Nó nhẹ. Rồi ở trước đây là muỗng nĩa đồ để ăn cơm đồ quá. Dạ. Đây đằng sau đây là muỗng nĩa này. Đó. Đó, để ăn cơm. Còn lại. Sao cái gì anh? Sau cái cốp để đựng đồ á. Ồ có cốp luôn hả? Cốp như cái xe hơi hả? Ờ đây là đợi để đựng đồ để nấu ăn rồi nè. Nồi niêu xoong chảo. Ồ. Rồi đồ gia vị, rồi bếp ga. Rồi biển số anh đâu? Không có biển số. Xe nào không biển số hả? Đó, xe mình tự làm mà không biển số. Nhưng mà công an nó đâu có hỏi đâu. Ủa vậy hả? Đó. Xe hút đinh tình nguyện. Tình nguyện. Dạ. À. Mình đi giúp đời á thì mình làm thiện nguyện được. Còn cái này mình không có giúp được đời, mình chỉ có đi hút đinh thôi, mình làm tình nguyện. Rồi anh cho anh đinh nhiều lắm mà sao anh làm chi này? Không phải, mình thấy xe cộ nó tai nạn nhiều quá. À. Trên quốc lộ á. Dạ. Nên mình cứ mình sắm cái xe mình đi, thứ nhất là mình vừa được đi chơi. Dạ. Thứ hai nữa là mình giúp được cho đời gì cái gì mình giúp. Dạ. Bây giờ con cái thì nó ổn định hết rồi. À, con anh con lớn làm gì? Con lớn thì làm công ty. À, con nhỏ. Con gái thì nó mới sinh em bé. Dạ nhà. Dạ. Ủa rồi anh làm công việc này được bao lâu rồi? 2 năm rồi. 2 năm hả? Dạ. Nhưng mà anh tình cờ anh thấy một gương đó, một ai đó làm rồi anh làm sao là? Cái này là cũng ý tưởng lâu rồi. Dạ. Nghỉ hưu sớm luôn. Nghỉ em nghỉ hưu lâu rồi. Nghỉ hưu lâu à? Rồi cái đèn này có sáng không anh? Sáng chứ. Sáng hả? Trời ơi. Rồi ở đây hút đinh nè bà bác. Ở đây là lại đây nè. Đây là cái miếng để anh hút đinh cái bằng 500 á. Anh hết hút dính vô đó. Cái đó là mới hút từ Thủ Đức vô á mà bằng đó nhiều rồi đó. Dạ, Thủ Đức nhiều ha. Dạ, rồi cái đèn này đâu có sáng không anh? Sáng chứ. Rồi được ha, kêu không? Kêu hết á. Xe hút đinh. Rồi gạt nước được không anh? Hỏi anh gác anh lên mở xe đồ rồi quơ luôn cái này anh chế hả? Dạ. Không nó tên đèn chiếu màu này một kia luôn. Đèn cái đèn kìa. Dạ thấy đèn rồi, đèn chớp tắt, đèn nhiều màu ha, ghê. Ủa anh có học điện gì không mà anh chế hay vậy? Cái này là mình đi đặt người ta làm. À đặt người ta làm tao chế cho mình hả? Mình lên cái thiết kế á. Dạ. Mình lên thiết kế xong rồi mình ra mình kêu người ta làm cho mình. Nó giống như vậy. Ôi, anh hút thuốc này hả? Dạ. À, anh hút thuốc này, hút rơi, hút ghi tảng hay cái gì ta? Ngồi rảnh rỗi á là thuốc quấn. Quấn hả? Dạ. Mình ngồi rảnh rỗi á thì mình quấn, còn mà chạy xe á mà không mấy á thì mình hút thuốc điếu. Ồ. Cái này nhà anh sắt hay sao? Cái này là mình mua chứ. À, người ta mua sắt. Mình đâu có trồng được đâu. À. Cái này là mua thuốc ở đỉnh quán lên. Không quá hả? Đỉnh quán cà trầm này nhiều lắm nè. À. Rồi bớm về xã Thanh Sơn mấy cà trầm nhiều lắm. Hái một xíu vậy chứ cái tay nó mủ không à. Rồi cái còi đây hả? Cái này. Tắt hả? Rồi. À. Vận hành tốt. Có kèm đánh răng đồ. Trời ơi, lạ quá vậy trời. 50 triệu. Có sắp thêm bình xăng nữa. Cái xe này không tới đâu, cái xe này là hết 25 triệu thôi. Dạ. Đầy đủ hết luôn này là 25 triệu. Còn tiền mình đi lại là hết 5 triệu nữa. Dạ. Rồi còn chưa kể là mình chơi bời nữa. Ôi rồi bữa nay anh xuống
thành phố. Coi cái kinh của em á. Của anh em hả? Coi cái kinh em, coi như là dàn đệ tử của em là anh coi hết. Coi hết luôn. Ừ, xong rồi. Không sót phần nào hết. Không sót tay hết. Xong bắt đầu mới thấy là mùng năm này là có ca sĩ lớn á. Ồ. Từ nhỏ tới lớn mình chưa được. Chưa là ca sĩ hả? Chưa được thấy ca sĩ. Thế là một phát là vừa con với vợ khuyến khích anh đi xuống chơi đi rồi đi. Dạ, giao lưu nghệ sĩ không? Đi xuống chơi thôi, giao lưu rồi. Mình không có đủ bản lĩnh để giao lưu. Thì mình chào hỏi thôi. Dạ. Xong rồi mình đi coi một lần. Mới lại hâm mộ em quá mới đi chứ. Trời quý quá, lại xuống gặp em luôn hả? Ờ thì xuống. Ở quán là sao Dượng hả? Chủ yếu là xuống gặp em mà ngồi uống nước xong rồi để ở đây đến mùng năm là... Là coi chương trình rồi vậy? Coi chương trình. Tối thì ngủ trên xe. Tối ngủ xe. Ừ. Tắm nữa thì vô nhà sinh là tắm. Dạ. Trời ơi. Lạ quá à. Chắc nhiều người cũng thích cái cuộc sống như anh nha. Rong rủi nè. Dạ, em thì... Cũng dân tự tại hả? Em đang tính là đợt này nữa là em đang đi kiếm thêm cỡ chục cục này á. À. Em làm thêm một dàn nữa. Hay là bữa nào em anh đi không? Em làm thêm một dàn này nữa là biết để làm gì không? Làm gì? Em làm thêm một dàn này nữa là để treo ở giữa đây này. Dạ. Đó, dạ chào anh. Đó. Dạ dạ đang quay. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Tính. Làm thêm một dàn nữa là treo ở đây này. Treo đây để anh hút hả? Treo ở đây. Hoặc là treo ở đây. Dạ. Treo ở đây là đó mình treo thế này, qua đây một dàn. Dạ. Xong rồi treo ở đằng sau một dàn nữa. Làm mà mình... cho em hỏi nè, hâm hỏi thiệt luôn là xe này anh đi anh có bị mấy anh bên giao thông hỏi lại không? Không. Công an từ Lâm Đồng đổ xuống. Từ Đắk Lắk về tới bên Lâm Đồng. Công an gặp nó chào luôn mà. Vậy nhưng mà do làm anh để hút đinh, anh đi hút đinh. Thì đúng rồi. Cho nên mấy ảnh du di chứ vậy. Dạ đúng rồi. Chứ cái này mà đúng mà nếu mà thiết kế về đi mà đi lưu thông là nó bị sai quy cách đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là bây giờ nói thật mấy em chứ nếu mà có cho thêm tiền nữa mà mình không để bạn không gắn mấy cái này á. Dạ. Cho không cũng không đi. À, thì mình không mình phải biết nguyên tắc của nó. Nguyên tắc mình giao thông rồi ha, mình phải. Cái này là mình đi tình nguyện. Mình đi tình nguyện mình làm, mình không ăn lương ai hết. Dạ. Mình có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Hết rồi bắt đầu mình về mình ở nhà coi cháu. Nhà anh đi dọc đường anh nấu cơm, nấu món gì, gạo đồ sao? Thì khi nào nếu mà mình đi cái chỗ vắng á thì mình mua một ký gạo. Dạ. Xong rồi đi rồi mình mắm muối chan vô ăn đại xong rồi thì tới bữa là mình canh tới cái chỗ nào bán quán á. Dạ. Mình vô mình ăn. À có quán thì mình ăn 20-30 ngàn đâu phải. Anh có bao nhiêu anh có một chén cơm hàng ngày bao nhiêu. Nhà cũng vậy, ở nhà không muốn ăn chén cơm hàng ngày. Anh xưa giờ làm rẫy làm sao? Làm rẫy mới lại hồi xưa là anh đi lơ xe. Lơ xe hả? Dạ. Hồi xưa đi lơ xe. Bữa nào em anh đi không? Em anh đi xe này nè. Đi mà làm thêm hút đinh để đi để mình hút đinh đường phố rồi cho an toàn giao thông. Em nhiều người cứ hỏi chứ một ngày mày hút được bao nhiêu ký? Kêu tôi không cần hút một ngày bao nhiêu ký, tôi yêu cầu trên đường đừng có đinh nữa. À. Cứ trên đường mà không có một cây đinh là tôi rất cảm ơn đời rồi. Dạ. Anh xưa giờ anh đi xe anh có bị lủng đinh không? Ồ, lủng hoài. Dạ. Xong rồi mình nghĩ là cơ kệ nó là sắm chiếc này đi rồi. Thì bây giờ cũng có tí tuổi á. Dạ. Cũng 52 rồi, thế là ăn rồi cũng bây giờ cũng ở nhà coi cháu. À. Thế bây giờ cứ ăn rồi đi chơi. Vô quán uống cà phê cái đi, uống ly cà phê đi. Để chạy thử, em chạy thử được không? Được. Chạy sao để chỉ cho em thử coi. Thì nó cũng giống như... Có re được không anh? Re được. Nhắm ở đằng sau là re. Nhắm ở đằng trước là tới. Sao? Gần sao? Chỉ người ta thả ra. Rồi hạ xuống. Cái này thắng ha? Rồi cái đó thắng. Cái này số hả? Rồi cái đó số... Này. Một tới. Hai... Cái này bốn gì số à? Tới. Cái con này gì? Bốn số tới á. Bốn số tới. Rồi. Còn này. Cái đó là mà nhắm đằng trước á là tới, nhắm đằng sau là re. Ủa sao ai cần dữ vậy? Cái cần này là cần số re này. À. Bây giờ mình nhắm ở đằng sau này xuống á là nó re. À. Xong rồi re xong bắt đầu mình nhắm đằng trước. Dạ. Là tới. Tới. Còn cạnh này làm gì? Cái đó là số 1, số 2, số 3, số 4.
À rồi rồi, cái ve cái tới còn rồi. Này lên số rồi. Bây giờ ve ha, ve đề được không anh? Được được, xe đề đó, xe đề được. Đang số không phải không? Rồi, đề thắng phải không? Hình như trong trong có số rồi đó. Có số hả? Rồi có không, không không đề được đâu, phải đề ở đây này. Rồi bây giờ nắm ra đi. Ôi gà gà này lại. Có kiếm cho hậu đồng hoàng nha. Kiếm cho hậu thôi mà. Cũng đơn giản ha. Cũng đơn giản anh. Dạ, đơn giản lắm. Không có gì phức tạp. Ô, dễ hơn lái xe ba gác nữa mà bác. Dễ hơn ba gác, à ba gác khó lái à. Dạ. Ba gác khó cái hơn à. Ô, vận hành dễ quá. Rồi. Đèn này lên. Dạ. Xíu nhanh. Này xa gần. Này gạt nước. Này phải đi tạt lại lại tước chặt nước nè. Này ve nè. Ô. Nhìn có ai sao không? Rồi tới. Rồi đậu đây cho mát. Ủa anh, nó có hư dọc đường vậy mà anh? Không. À, giờ tắt ha. À, rồi giờ ổn ha. Dễ dễ chạy lên cái thân tài. Cái thân tài. Như xe hơi à. Một hút đinh. Mưa mưa rồi có tạt mà. Mưa cái chỗ này mình thả cái này xuống. Dạ thả này xuống. Thả xuống rồi quấn vô đây. Dạ. Bên kia không vậy? Trời ơi, ở Đức Trọng mà chạy xuống tới đây luôn. Trời ơi, liều thiệt. Mà có bao giờ anh đi xa vậy chưa? Đi hoài, đi Châu Đốc nữa. Anh đi Châu Đốc luôn hả? Ừ. Là xuống tới thành phố còn đi xuống Châu Đốc luôn? Dạ, đi hết rồi, đi xe máy. Đợt đó đi Châu Đốc thì đi xe máy. Thích đi xe máy vậy hả? Dạ. Trời ơi, ông anh giữ thần thiệt chứ. Cái hốc đinh, trời ơi, sao hả? Cái này phải để thêm thông tin nữa mới biết, rõ ha. Nó chạy được bao nhiêu cây số giờ anh? 40 cây số một giờ. Chạy đều 40 số giờ. Đều, nếu mà chạy nhanh á là 40. Dạ. Mà mình chạy thì chỉ có 20 25 thôi. Tại mình đi hút đinh mà. Mình đi hút đinh mình cứ đi ta 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 ta. Nhưng có khi cái nào bánh xe anh bị có không? Chứ. Dạ. Nó bị hư cái cục kia á. Dạ. Nó bị đứt ra xong rồi mình treo lên á. Dạ. Không hút được là lủng nữa. Là lủng bánh xe anh luôn hả? Dạ. Lủng một lần thôi, đi xuống tới ngã ba Vũng Tàu lủng rồi đầu quay vã xong xuôi đầu quay xe về làm lại cái dàn đinh mới. Dạ. Thôi nút vô mời ly cà phê nút đây. Đi. Nút qua hay. Nút quá hay. Trước tiên là cảm ơn cái tấm lòng của anh để anh chạy xe để đi hút đinh để cho bà con bác đi lưu thông toàn. Thứ hai là cảm ơn anh đã thương mến em lặn lội mà cho một tấm mình đi. Xíu chụp còn rảnh lắm. Quay nguyên clip lên luôn mà còn chụp gì nữa. Qua đây. Không muốn phải chụp hình về coi, giờ bữa giờ coi clip có thấy hậu quán chưa? Thấy hết rồi. Hôm khai trương là vỡ trận. Xong rồi mấy tối sau nữa cũng vỡ. Lại đây phụ em cái này cái đi. À, uống cà phê uống gì nè? Không, uống nước ấy rồi. Uống gì? Đang bị ấy chân răng. Chân răng hả? Rồi. Uống gì cho mừng menu coi con. Nước gì cũng được. Thôi uống. Cái nước gì cũng được, cho nước gì uống nước đấy. Uống nước gì cho ngon chứ. Nước gì cũng được. Menu đâu? Menu xong bên trời không còn cái nào vậy? Đây, có nhiều loại nước. Cho trà đào đi. Trà đào phải không? Rồi, rồi. Rồi cho anh ly trà đào đi. Cho anh ly trà đào trước đi. Anh trà gì ta? Anh gì anh viêm họng quá mà. Rồi cho trà gừng đi. Đây, có nước kêu chú nha.
để chú lại chú làm này nè, anh thấy em cũng có tấm lòng nha anh vậy đó. Em bữa nay là em mua chuối về, tại vì cái quán của em nó có nhiều chòi lắm. Rồi. Mà anh biết ở nhà ở quê á, trong chòi ở trong nhà thường thường hay treo cái buồng chuối lên. Rồi. Để khi nào chín thì ngắt ăn. Rồi. Cho nên là em mua hôm nay em mua chuối cao về cái em treo ở mấy chòi á. Thì ai nhân viên hoặc là khách cũng được tới ai lâu lâu đó bụng ngắt cái chuối ăn cho nó vui. Đó cho nên em treo. Rồi. Em treo nhưng mà mấy ảnh treo này chưa đúng. Cái này phải treo hôm nay. Chú Tòng ơi, giờ xách mấy cái quài này đi qua mấy cái buồng mình treo luôn chú ơi. Khương giờ làm mấy cái chuyện ý nghĩa quá, hâm mộ. Dạ bán buôn thì tính sao, còn này là coi như là mời bà con cô bác nè. Đó, bây giờ đi qua đây, đi lên nút, mà đi lên nút. Bán cam là lỗ 15 triệu à? Bán cam lỗ 15 triệu. Coi clip nào cũng coi hết á. Em với thầy bán lỗ. Cứ canh tới giờ là coi à? Dạ. Một đây mà đây một buồng nha chú. Đây lát treo buồng. Dạ anh chọn buồng. Nhưng mà con nghĩ con treo mấy này chú ơi. Chào anh. Treo chín rồi ai vô chòi uống nước ăn chuối chơi vui giống như ở quê. Ở dưới quê hồi đó hay treo buồng chuối chín đó. Dạ dạ đúng rồi. Treo tầm đây đi. Có dây không chú? Cái này treo sao? Lấy dây treo ngược. Treo vậy nè, nó không gãy chuối, chứ treo vậy nó bị gót chuối à. Để đi, để treo cho. Lấy dây cậu Chính. Anh đi một mình hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ thứ sáu có chương trình anh. Ông anh nè, ông đi xe từ Đức Trọng xuống luôn anh. Anh đi từ trước Đức Trọng xuống luôn á. Lâm Đồng á. Đà Lạt, sắp tới Đà Lạt á. Cách Đà Lạt 30 cây à. Xuống để đi chơi. Ủng hộ em rồi xem văn nghệ. Anh đăng ký hát hả? Dạ, xin số của anh đi để lát chuyển lại cho chú đi, chú để anh ghi thông tin. Không, anh ghi số vô đi để em biết, để em liên hệ để mốt nên thử em biên tập. Dạ. Dạ dạ dạ. Qua đây con chỉ cho chú. Nghe bà con bác nhớ nha. Mai mốt mà tới hội quán rồi sao mặc dù bà bác mà thấy cái buồng chuối á, Khương vừa sẽ thay hết buồng này, Khương vừa sẽ thay buồng kia. Bà bác thấy chuối chín rồi bà bác đơ, dạ buồng miệng thì cứ dùng thoải mái. Rồi mấy bạn nhân viên gì đó mà cứ dùng thoải mái. Dạ. Dạ qua có bổ chung vô. 13 tay. Dạ 13 tay tháng 1 em làm chương trình đó. Bà con bác thấy mình treo đồ hợp lý, chắc thường thường treo trước cửa nhà. Mình treo ở đây, treo hợp hấp đây. Rồi xong ai đi vô cửa nào, ghé ngắt cho chú cũng được, đi vô ngắt cho chú cũng được. Không giờ phải treo ngay đây nè. Đồn nút. Treo trên này xuống tới giữa đây nè. Không, nghe bạn nên sợ mấy anh chị bên đây đi qua lại rồi người ta hái ta ngại. Treo giữa cái bàn đó người ta thấy cái là... Có dây cho cậu Chính ơi. Treo đây hợp lý à? Treo đây xuống đó trước cửa nhà. Dạ. Rồi để đây. Dây đâu cậu Chính ơi? Trời ơi. Dạ, dạ đang tăng cường các bạn hỗ trợ em phụ. Nay là ngày thường dạ cho nên khách cũng hơi vắng. Anh ăn gì chưa? Rồi chưa? Anh sẵn sáng chưa? Anh à. Thôi mời một phần anh ơi, anh ơi, anh xong hết rồi. Dạ dạ. Dạ ngồi đi em treo. Rồi. Cậu buộc đây nè. Cậu buộc ngang treo là chỗ nào? Treo ngoài đây nè. Cậu buộc đây trước đi. Buộc nó trước đi. Năm cậu vợ của Khương Dừa nè, cậu ruột á mà cô bác. Cậu vợ ruột á mà bữa ông bán cháo lòng á, Khương Dừa vô review cái ông dẹp quán luôn á. Có anh khách ở dưới Cần Thơ gọi lên đặt đó. Kêu giao xuống Cần Thơ hai tô mà không giao. Bởi vậy hàng chi bị dí quá thì chốn luôn. Thấy không? Đi ghế không? Đi ghế đi. Thôi ghế đó đứng được. Đấy. Bởi bởi đợi chú con nha. Ngay giữa chưa?
giờ chút xíu không kéo che treo đều kéo buộc cái này để cho nó thầm thầm xuống nó cao quá người ta không tới. Mới tới có chơi anh bếp không? Dạ có chơi anh bếp không? Đánh đi thì nhưng mà bà bếp ăn treo đi dư mà dạ treo cứ mỗi trò mình treo không buồn vậy đó có dư chơi bếp không? Dạ mỗi trò treo buồn treo đây luôn rồi cậu treo trước đây luôn nè à treo 2-3 ngày sau kệ nó tại nó chín vậy lai gai rồi cái ai muốn dùng thì dùng nó cũng dễ thương lắm á vậy với mày bà con bác nhìn chứ nhớ hồi xưa lắm á xưa mà chuối rồi chín rồi ở bà ngoại hay treo đi ra ngắt trái thì vô ngắt trái dạ chú Sim ăn cơm dạ uống nước chưa rồi rồi dạ đây khăn lạnh đây còn em lau không chào chị dạ ủa không ngờ anh liều dữ vậy á đi dọc đường không có cho kể em nghe có trục trặc gì không kể em nghe không không bị trục trặc gì hết mọi đi, thứ ổn hết rồi đi xuống rồi gặp công an Phú Túc á gặp công an Phú Túc Bình Dương không Phú Túc ở trên coi như là tỉnh Đồng Nai á à, ngay đỉnh quán xuống chút xíu á thế là gặp mấy ông cười cái đi qua dạ. Xong rồi đang chạy xuống gần tới đèo chuối rồi có cái xe của quân đội mà nó chở cát á à. Cái biển số đỏ thế là thằng tài xế nó chạy nó kêu mình lại không nghe thế nó chạy vượt qua mặt cách 100 cây số 100 mét á nó dừng nó chờ tới cái nó cho một cái bánh chia ăn nữa kìa bánh hả cho cái bánh cho một lon bò húc à. Xong rồi chạy xuống tới Phương Lâm à. Lại có ông kia ông cho một lon bò húc à. Rồi sáng nay vô thì con kia ông cho vô đổ hết 20.000 tiền xăng à. Xăng mình lúc nào cũng phải đầy hết dạ. Thế là vô đổ 20.000 tiền xăng ông kia ông cho luôn ông kêu là tôi để đấy tôi tính cho à. Thế là ông tính tiền 20.000 xăng rồi thì à. có cái con bé kia nó kêu chú cháu giúp chú 20.000 đổ xăng à. Chứ mình không có xin gì ha không xin à. Ai hết à. Mình có điều kiện mình đi làm mà dạ, dạ. Không xin ai hết còn khi nào mà cảm thấy mà khó khăn quá là về nghỉ à? Vừa đủ xăng cái là vừa đủ xăng về tới nhà là về à. Khương vừa có duyên gặp mấy anh Hút Đinh của bác ở ngoài Bình Chánh cũng có cái ông anh kêu bằng người ta kêu bằng cảnh khùng Hút Đinh dạ. 20 năm anh có coi biết không dạ có anh cũng hay lắm á dạ, anh cái dàn Hút Đinh của anh hay à chuyên nghiệp luôn á dạ, cái dàn đó Hút ngài biết nhiều em cũng đang kêu thằng con nó quen bạn bè nó nhiều quá dạ. Kêu nó đi mày cứ coi thằng nào có loa hư á mày xin mấy cái cùi đó về nó hơn 500 ha à, xong bắt đầu mình độ thành một cái dàn lớn á là em tính là tháng 2, tháng 3 này là em đi Bắc. Ồ em đi Tây Bắc hả? Đi Tây Bắc luôn. Trời ơi. Đi về Lạng Sơn. Xa đi. Lắm nha anh. Nó ngàn đi cây hơn á. Đi tới Tây Bắc thì có 2.000 cây chứ bao nhiêu? Trời 2.000 cây á. Còn mà đi tới cửa khẩu Tân Thanh Lạng Sơn á, nó chỉ có 1.800 cây à. Trời ơi, rồi đi vậy rồi xe rồi chạy về nổi không? Mỗi ngày mình chạy 200 cây thôi. Ngày chạy 200 cây sao nổi? Đó hôm qua em chạy 200 cây đó à, ngày trăm cây kia chi ngày em chạy xe máy ngày em còn chạy 500 cây nào khỏe gì rồi em đi xe máy đi Châu Đốc là ngày em chạy 500 cây kêu em được rồi anh lớn anh lớn hơn em kêu bằng em được rồi cho thông tin ồ là do mình chạy 20 cây 25 cây á cho nên mình chạy một mình ngày chạy cái tà thôi chạy ngày 10 tiếng hơn 10 hơn 10 chạy cứ khi nào mệt nghỉ đó. Mệt cái là lâu người sống xuôi chạy phải 10 ngày mới tới à 10 nếu, ngày à? Thì tính rồi tính chạy nếu mà ra Lạng Sơn là 10 ngày dạ. Ra tới cửa khẩu luôn á là 10 ngày về 10 ngày là 20 ngày rồi đi ghé chỗ này chỗ kia nữa một tháng á tháng mà hơn à. đang tính đi một tháng bởi vì bà con ngoài đó đông lắm dạ. Bà con ngay cửa khẩu Tân Thanh á là bà con anh hả bà con ruột luôn á à. Coi như là ông nội ngoài đó mà trời ơi, em cũng thích đi được nhanh vậy. Ôi đi nhưng hoài mà, nhưng mà em đi gần gần không đi có khi một tháng đi cả 3-4 lần
Tại con cái em nó còn nhỏ mình đi Phan Thiết về, đi Phan Thiết đi xuống đèo Bắc Bình á. Dạ. Đi Phan Thiết về xong bắt đầu lại tuần sau bắt đầu lại đi Nha Trang. Dạ. Đi Nha Trang đi đèo Khánh Lê á. Dạ. Xong rồi lại đi Phan Giang. Dạ. Ôi đi hoài mà. Đó, cậu cũng treo. Cậu cũng treo quá. Đó, ở mỗi chòi nó sẽ có một cái buồng chuối vậy nha. Dạ bà con. Ở đây dưới không cậu Chính? Cái này ở trong đây đâu ngoài đi. Không không, không không, tại con sợ con sát sát xíu cậu Chính. Nè cậu Chính. Sát sát cột xíu đi. Nè. Tại ở đây nhiều khi bà con bắt ta lấy nước á. Đụng đụng dưới dưới nè. Cậu để sát sát đi xíu. Sát mà đây cũng được nè. Nè. Kéo đi đi. Đó nó phút cái lá nó không thấy. Không sao. Thao thao thấp xuống đây. Nè, thấp xuống nè. Đó. Đó. Vậy nè. Thì con sợ trên đó nó bị để đây cho một tiền có thấy rồi chưa hút được đâu rồi. Ăn cho mà vô con trời rồi đó. Được chưa đó tầm vậy đó rồi hôm nay á thì Phương Dừa có nhờ anh Minh đang thiết kế cho Phương Dừa mà mấy cái trò chơi mà bác dân gian cho mấy đứa nhỏ chơi, tại vì buổi tối á lý ra nó phải có nhạc thường xuyên thì nó sẽ sung hơn, nhưng mà tổ chức nhạc thì Phương Dừa phải biên tập, nói chung là phải mất rất là nhiều thời gian để cho chương trình nó hay, cho nên là Phương Dừa sẽ tổ chức ở trên sân khấu những cái trò chơi dân gian, ví dụ là đập heo như cúp cờ, mấy trò chơi nhỏ hoặc là chạy xe đạp chậm được có giải thưởng rồi cho mấy đứa nhỏ nó tới đây với gia đình đó, rồi xong rồi về gia đình mình ngồi xuống uống nước rồi mấy đứa nhỏ nó sẽ lên sân khấu để nó chơi trò chơi đó, cho nó có nhiều cái hoạt động. Phương Dừa cũng đang nghiên cứu làm thêm nhiều cái tiểu cảnh nữa. Chứ nói chứ bà con bác thương Phương Dừa chứ thương tới đôi ba lần thôi chứ còn cũng đâu có phải mà dành thời gian tới hoài. Mà tới thì mỗi lần tới thì nó có cái gì mới nó thu hút. Đó. Cho nên là Phương Dừa phải làm cái gì cho nó thu hút một xíu. Đó. Có nghĩa là nó xung quanh nó đây vậy cái chòi thì nó cố định, còn nhưng mà mấy cái tiểu cảnh, mấy cái chỗ chụp hình đó, mình sẽ làm thêm cái này cái kia để có cái không gian để cho bạn bác chụp hình cho nó đẹp, cho dễ thương. Và hồi bữa giờ là cũng may mắn khai trương được bà bác. Tối nào cũng thấy vỡ trận hết. Dạ. Tối nào vỡ quay trận, cũng vỡ trận hết. Vỡ trận 6 đêm liền, 5 dạ. đêm liền luôn. Dạ. Và tụi em phục vụ không xuể luôn á. Cho nên là còn nhiều thiếu sót á. Dạ hôm nay là bắt đầu là trong tuần á, bà con đi làm cho nên là giãn ra. Cho nên là giờ Phương Dừa sẽ cái kiểu sẽ mình lại. Kêu coi cái clip mà bàn cứ cái hỏi bàn số bao nhiêu ở đâu á. Dạ. Bởi vì mình xếp nó không có theo hàng. Mới đầu xếp theo hàng theo thứ tự xong hồi cái nhiều khi bưng á, bà con bắt bưng chỗ này qua chỗ kia cái ngồi với nhau á, xong cái hồi nó lộn xộn hồi đi tìm. Hôm qua có ông chú kia ông chỉ canh phải canh hàng ngang ra hàng dọc nữa. Cũng hay lắm, nói chung nhiều bà con bắt góp ý. Rồi mấy anh em rồi góp ý cũng hay, mình phải lắng nghe. Rồi Phương Dừa là luôn lúc nào cũng lắng nghe ý kiến hết trơn, trừ những cái ý kiến mà cực đoan hay vô chửi mình thôi, chứ còn thật sự là những cái ý kiến nào mà bắt dù có gắt cỡ nào Phương Dừa cũng nghe, nếu mà đó ý kiến để tốt cho mình thôi đó. Như anh thì anh coi thì anh thấy sao, còn góp ý em gì không? Không, cái này thì cái ý là cái bàn á. Dạ. Cái bàn thấy hôm bữa coi cái clip thấy nó chạy là bàn số bao nhiêu. Dạ. Số 26, số 36 ở đâu. Dạ. Ồ, lung tung hết. Dạ. Lại giờ anh khỏi thi tham quan anh cũng biết hết cái quán rồi. Dạ. Đúng không? Ồ, coi ngày tối nào cũng coi hết cái tới giờ là canh. Dạ. Xong rồi hát Ngôi Sao Miệt Vườn là coi từ đầu đến cuối luôn. Dạ. Coi xong rồi hôm sau là coi lại. Anh có hát không? Không hát không, không gì hát đâu hả? Nhưng mà cứ ở nhà là vừa coi cháu ngoại á. Dạ. Là hết clip này qua clip khác, hết clip này qua clip khác. Cứ thế mà coi rồi. Thì coi Thùy Kim Khiết rồi Dung Nga Na. Dạ. Coi hết á. Dạ. Trang Mi. Bây giờ hôm nay ba tay nè, bây giờ nở bốn tay tới năm tay, mấy ngày ở đây thì vô
ở trong đây tắm rửa. Rồi em tính anh tính là anh tính là hôm nay anh mới đi. Dạ. Rồi nghĩ mình đi sớm một ngày là sợ xe cộ nó trục trặc trên đường á. Dạ. Sợ xuống chế không được coi. Buổi sáng thì anh tự túc, còn buổi trưa buổi chiều thì em mời cơm. Em mời cơm. Thôi để anh muốn tự túc được mà. Không, em mời cơm đi, cơm để mấy đứa nhỏ nó mua cơm rồi về ăn chung cho vui. Rồi, để dành tiền để còn đi về xe nữa chứ dọc đường gửi có sự cố gì hay sao. Để em vô em dặn được. Nhưng mà anh ở vòng vòng đây rồi anh nghỉ thì anh lên xe anh nằm nghỉ hả? Tối ngồi trên xe thôi. Rồi ban ngày có ngủ nghe gì không? Không, ban ngày không ngủ đâu, chỉ có tối thôi. Vậy anh là có đi vòng vòng lên Húc Đinh hay làm gì nữa không? Hay là anh có giao lưu với anh Cảnh Húc Đinh không? Em ở đây nghỉ ngơi rồi chờ coi chương trình xong rồi đó hút đi về thôi. Hút đi về thôi ha. Dạ. Rồi ok. Kiểu mình đi trên đường mình tay lái mình cũng không có được như người thành phố. Dạ. Không quen thì sợ đúng rồi. Va chạm. Va chạm nó mệt mỏi lắm. Đúng rồi, đúng rồi. An toàn cho mình cứ đi đường thẳng là mình đi thôi. Dạ. Dạ dạ, ok anh. Vậy đi, chốt vậy đi. Chốt đây trưa nay vậy, chiều với lại trưa ngày mai với chiều mai là rồi cơm nước đây rồi ngày mai là ông mày ngay 4 tay rồi 5 tay nữa. 5 tay cái mình ở lại mình xem chương trình rồi xong rồi nghỉ lại. Đó xem chương trình xong là xe ra là đầu ta về luôn. Chạy về luôn trong đêm luôn hả? Chạy về trong đêm là ngủ mình, dừng lại ngủ. Mình đi cho nó mát. Thứ nhất là nó mát, thứ hai nữa là cái lốp xe đầu á là mình đi nó mát xe. Ủa nhưng mà xe anh nãy phía sau nó có đèn không vậy? Có chứ. Có ha. Có đầy đủ hết. Cái gì cũng đủ hết. Dạ dạ dạ. Không thiếu cái gì hết. Trên xe là không coi như là không thiếu một cái gì hết. Phải còn quá không gì. Xíu thêm thông tin anh mới mốt có đi ghé Đức Trọng ghé thăm anh. Dạ. Nhưng mà em ở trong rừng, anh ở trong rừng cơ. Thì em vô rừng. Vô rừng được không? Được. Vô đó vui mà. Nhà ở ngay trên đồi á. Thì ví dụ kết hợp lên đó ghé thăm anh rồi xong rồi liên hệ địa phương mình đi trao quà cho bà con quát được. Dạ. Ha, vô ở trong đồi vô đó sống cuộc sống ở trên đồi. À chỗ đấy thì người nghèo ít lắm. Dạ hả? Dạ người nghèo ít lắm. Bây giờ anh hỏi em không phải là mình chê cái gì hết. Ừ. Chỗ đấy là người nghèo ít thật. Dạ hả? Vậy cũng mừng. Chỗ đó là dân tộc đến đây nó còn giàu mà. Vậy hả? Người đồng bào á. Mình nói dân tộc á thì hơi nặng. Dạ. Nói cái từ dân tộc nó hơi nặng. Ừ. Đó là người đồng bào á. Ừ. Nó còn giàu hơn mình. Ừ. Vậy thì mừng. Rồi cái khu Đức Trọng là những người nghèo á. Dạ. Những người nghèo ở Đức Trọng á là những người đánh số đề. Dạ. Mới lại đánh bài. Bài. Ăn xong số đề mới bài thôi. Không chịu làm ăn. Không chịu làm ăn. Khó. Chứ còn mà làm ăn là khá. Cứ người không có cái chỗ nào kiếm tiền dễ bằng cái đất Đức Trọng. Chỉ sợ mình không làm thôi. Em nói anh nói thật. Dạ. Chứ không phải là chỗ Đức Trọng là không có người nghèo thôi. Chừa ra người nghèo là nó cờ bạc thôi. Dạ. Không phải mình nói xấu cái gì. Ở xứ nào cũng vậy, ở xứ nào mà không chịu làm ăn mà nó cờ bạc không là cũng nghèo thôi. Cứ cờ bạc xong rồi nhậu nhẹt xong rồi không chịu đi làm thì nó phải nghèo thôi. Dạ, dạ. Cái đó là bắt buộc à. Thôi chào ca sĩ. Xin lỗi để ca sĩ đợi lâu nha. Nhanh lên, anh chỉ có 10 phút thôi, nhanh lên đi. Rồi hát đi, để xin phép mà gọi hát đi. Bài gì? Hát đi. Nhanh lên. Hát anh chỉ có 10 phút. Hát đi, bài gì cũng được, hát đi. Bài gì? Bản bảo hẩm được không? Bài khác đi, nhanh lên đi. Tại gấp lắm rồi. Bài gì? Đêm tiền đồn được không? Được rồi, hát rồi, hát bài khác đi. Hát hả? Ừ. Bạn nhớ nhau hoài đi. Được rồi, nhớ nhau hoài rồi. Dạ. Nhanh lên đi, gấp lắm rồi. Nhanh lên, rồi, vô. Anh ở nơi nào có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Sao
nhỏ em buồn, vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ sừng xưa cũng nhớ đêm ngày. Rồi bài cổ luôn, nhanh lên gấp rồi, nhanh lên bài cổ luôn, nhanh lên ca cổ, ca cổ luôn. Không có gì vậy trời, bài gì hát á, nhanh đi gấp lắm rồi. Mẹ ơi, phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục, biết gửi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình, mười mấy năm qua mẹ khéo mang quảng dương, nhưng chưa một ngày con đền ta nghĩa ơn. Mai mốt đây con về làm dấu thiên hạ, là cả cuộc đời con trao chốn người ta, để mẹ cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai chăm lo hầu hạ từng bát cơm từng chén nước. Được chưa? Mẹ đã nuôi con, nuôi con lớn lên, mẹ đâu mong gì con nuôi lại mẹ, chỉ mong sao chuyện làm dâu suôn sẻ, tròn đạo dâu con vẹn phận nghĩa vợ hiền. Chỉ bấy nhiêu thôi là mẹ đủ vui mừng. Từ trước đến nay người ta thường nói, nhất nam giết cụ còn thập nữ giết dâu, nhưng con nào cũng chẳng là con tay bé ẩm chán tay, làm sao không thương cho được. Con gái của mẹ nay là con người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lông đông. Như em là được cưng chiều hay là cực khổ lông đông? Hả? Em là bên ruột, mẹ ruột cưng khổ, ớt cưng chiều. Còn bên chồng thì không được mấy. Nhưng mà sao bữa góp ý rồi sao vẫn còn sai chữ TR với chữ R vậy? Hả? Vì em tập như nãy nãy hát bài giọng cổ cũng sai lời nhiều nha. Thôi xin lỗi tác giả. Dạ. Vì em tập, em tập từ, rồi đó. Từ trước tới nay người ta thường nói á, nhất nam giết hữu. Thì em có thuộc dành bản không? Thật nữ thì giết vô. Tại anh không nói trước, anh kêu ca đi, ca đi có 10 phút em quảng quá, quảng hùng á. Nãy gấp quá, giờ hết gấp rồi. Nãy gấp xíu vậy thôi. Rồi rồi, lên này nào, tôi dàn hai tay lên, nay ba tay rồi. Hồi chiều qua mới làm giấy được á, ta nghĩ tới tay. Giấy đâu? Dạ. Giấy chổng à? Là người ta chứa chứng rồi phải không? Chứng rồi hết trơn. Tao để hành kiểm tốt không? Tốt. Em tốt có gì không? Đâu. Em có gì đâu. Hồi đó giờ chỉ thích ca hát gì đây thôi. Rồi lên rồi tối hôm qua 8 giờ đó, em canh tới đây tưởng đâu 4-5 giờ, ai nhà đó lên xa tới 3 giờ đứng ngoài cổng đó đó. Rồi đứng ngoài cổng hả? Đứng ngoài cổng. Rồi bắt đầu anh bảo vệ đâu có thấy. Rồi hai ông nào đó kêu mở cổng cho vô rồi thấy gì vậy? Ông thấy em cái ông nói ủa? Bà mà, hả? Ủa chị lên rồi nào? Nói lên mới lên tới chừng cỡ 10 phút. La vô nè, bây giờ chị vô đây đi rồi. Giờ em muốn không biết sao nữa trời, có phòng đâu cho bà ngủ. Rồi mới bà lên đỡ trên đó mà lấy cái gì miếng BK, miếng BK chị nằm đỡ đi rồi chờ anh Phương vừa sáng tới ổng tính chứ em không biết nữa. Cái ông trẻ trẻ, bảo vệ trẻ trẻ. Chứ em cũng biết sao luôn. Rồi. Đâu có phòng đâu mà cho chị nghỉ. Rồi bây giờ nè, rồi ok, rồi bữa quay lên chia sẻ bà con bác cũng thương, cũng quý. Ôi là trời, mà em giấu, em đâu đi mà lên đây anh đưa cái gì ở dưới người ta chọc quá trời. Chọc gì? Người ta nói chào ca sĩ miệt vườn, nhất là ông chồng em á, ông chọc. Chồng chia tay mà. Chia tay rồi mà ông còn chọc vậy đó. Vậy là chắc ông còn tình cảm nó mới chọc chứ.
đúng không? Dạ thì ông điện kêu em về với mà nó không hỏi về. Bà hỏi ông nói lại tình xưa không? Ông có ghệ rồi không? Có ghệ hả? Nói lại em cũng không nói nữa. Về đây bên nhau nói lại tình xưa đi. Không. Chuyện tình mà bao năm qua. Em nói rồi ông có ghệ, đừng để em thấy, em thấy em không nói lại. Vậy hả? Dạ. Ghệ ông sao? Nghiêu ông sao rồi? Có nhà cao cửa động, có sang, có đẹp thì hơn vậy đó không? Sao? Nghe nó không đẹp hơn nhưng không mà đẹp hơn nhưng mà ta giàu hơn. Dạ nhưng hả? Mà nghe nói quýnh lộn chia tay. Quýnh lộn chia tay nữa hả? Nghe đồn hả? Ông ông nói là quýnh lộn chia tay dạ. Hả? Sao quýnh lộn? Ông nói quýnh lộn đi rồi. Dạ hả? Thôi giờ về đi, về tôi lên lên rước. Ủa ba không quay lại hả? Dạ rồi sao? Thôi không không chịu đâu, không về đâu. Ông làm tổn chắc, thương tôi chắc, quá nặng. Chắc ông thấy lên rồi, ông thấy chắc sắp thành ca sĩ rồi, ông thấy sắp nổi tiếng rồi, ông muốn quay lại ha. Sao thấy ca sĩ lại gần lội sĩ. Cho người ta cơ hội đi. Không, em không ấy. Thôi bây giờ em là đi, bây giờ anh dạ. Nói nhỏ em sắp xếp công chuyện đây. Tạm thời đây mình vô mình có công việc, công chuyện nào mình làm công chuyện đó nha. Dạ. Để lại cứ làm công chuyện trước đi rồi lương bổng thì theo ở quán. Dạ. Rồi xong rồi còn nhạc đồ nó mấy cái đêm nhạc rồi lên giao lưu hát hò thì anh sẽ báo. Dạ. Em hát cũng được nhưng mà phải chỉnh sửa, phải góp ý cho em. Dạ. Tập luyện mới được. Cái này phải có ai mà đờn á, hàng ngày tập em lại một lần hay vài lần. Có dạ. Mốt có đờn hát có band đồ này kia anh chị, đang chuẩn bị. Chị Ni á mà khen em là cái chất giọng em hay á, cái tiếng em hay. Chị Ni nhưng ha. Mà nhưng mà em còn sai chính tả cơ ơi. Sai tả nhiều quá. Với còn hơi nhịp. Nhịp chưa vô sửa không? Đỡ đỡ lại rồi á. Bữa hổm không biết ca năm bộ không à, bây giờ dạ. Sửa lại bắt bộ đỡ đỡ rồi đó. Thì đó có mấy dòng nhớ nhau hoài em mới điện à hát, em phải hát kiểu dạ. Giọng bắt em mới điện bả nè, bả nói không mấy cưng lựa người dân ủa cái bài năm ca dân ca mình á, dân ca nó dễ hơn vụ ca áo trong... Cà Mau đúng nhưng mà em sai chữ tê rồi với rõ hả. Rồi giờ ở làm sao ai biết anh ơi đây đi. Bà. Thì bởi vì em hỏi anh ăn ở chỗ ăn chỗ ở ăn sao thì đây nè. Là lo còn ở thì, thì hỏi mấy đứa trong thông hội quán coi đứa nào nó ở ở lẻ không ghép lần sao chứ sao anh sắp xếp cho thì, được thì bữa hổm anh kêu hỏi chung á mà cuối cùng rồi bà nói đủ người bà không nói gì hết trơn rồi thì đủ biết. Người rồi nhưng mà thì anh đang sắp xếp lại cho em nè bây dạ. Giờ là chờ làm thì mình vô mình làm. Dạ. Tạm thời là ví dụ thì sắp xếp công việc nào là công việc đó. Nếu mà ở thì em đi kiếm vòng vòng đây nè. Em lội cũng chở cỡ 200-300 thước á. Gần gần đây mình muốn phòng trọ tháng. Chứ phòng trọ bữa hổm em ở qua đêm có ngại đêm 320 đó. Rồi sao chịu nổi. Mắc gì chết. Hả là có ông cậu anh kìa. Hả? Ông cậu anh kìa bà vợ ổng thì bà bán nguyên đêm thì về tối ngủ với ổng. Được không? Ngủ với ổng. Thì ông ngủ mình sao vậy? Ngủ yeah, rồi ông già không có làm gì đâu. Ngủ với bà nghe được, ngủ với ổng. Nha, không thích ngủ ổng hả? Chứ ông cứ nói bữa ông nói rồi, ông nói bé ăn loan nó gốc lên đây làm có cho ở thì vô cứ tối vô ở vô cậu ngủ. Thôi nó chơi nha. Dạ. Chơi ông. Chứ bây giờ trước tiên thì mẹ với cha em với em đồng mến mọi anh dữ lắm. Cái vợ chồng cái thằng ấy ở Bình Dương nè. Nó nói thằng em với nam em dạ. Nó nói trời là trời sao bà lên tìm tới anh Khương vừa được ấy. Chứ lên nó đi bữa nào rảnh vợ con em qua em chở vợ con qua chơi. Nó xuống đây cái tiếng mấy hồ nè Bình Dương chạy về đây tiếng mấy giờ hồ. Thì bây giờ thì vô anh nói nhỏ em nó sắp xếp công chuyện rồi giờ tới chiều thì hoặc là ví dụ bây giờ nay là ba tay bốn tay là còn thời gian là còn giãn chứ năm tay là vô công việc nhiều lắm, năm tay là có đêm nhạc nhiều lắm. Cho nên giờ em ví dụ em có thể bắt đầu công việc từ năm tay đi. Còn nay mai là em đi dạo đây em đi kiếm chơi, nhà trọ để ở có chỗ ở đi an cư mới lạc nghiệp rồi xong mình vô mình làm. Dạ. Đó rồi lương bổng ở đây là, vậy là qua mùng năm em ấy còn thì cơm, cơm nước thì đây lo hết cho khỏi mua đồ gì nấu cơm nước. Ăn sáng thì bởi vì em nói mì, em nói là ăn hủ tiếu gì đó cho nó khỏe. Bởi vì em nói mẹ nói đây nè, ủa sao mày không xin số anh Phương vừa mày là đâu được đâu. Là trời ổng đâu có thời đâu gian có tiếp nghe, gia đình ổng điện hình như còn muốn chưa được nữa chứ làm gì mình điện được, ổng có thời gian tiếp nổi đâu. Thì có điện trợ lý ổng mà không biết trợ lý ổng là ai luôn. Thì cho nên điện bà Chung này nè mấy lần à bà không có ba ngày sáng nói ủa sao em điện chị không bắt máy nói trời ơi lu bu lắm chị ơi mấy ngày nay em lu bu có thấy cuộc gọi nhỡ mà không có thời gian điện lại á. Rồi vậy thống nhất ha, rồi bây giờ gắng đeo đuổi đam mê. Bây giờ nếu mà em vô làm đây thì cứ làm đi, lương bổng rồi anh nghĩ chắc từ từ hội quán nó ổn định thì làm thì tích góp thì nó cũng dư không nhiều đó. Rồi xong rồi mẹ em bác cũng hỏi, mẹ cũng hỏi nói hỏi lương bổng nhiêu, em nói kể lương nhiêu lương nhiêu mà yêu cầu mừng với anh đóng mà được chắc ổng cũng không có tính tệ đâu mà dạ
rồi xong đâu. rồi tới mấy bữa hát thì lên hát thì dạ. Thì có gì thì anh sắp xếp đồ dạ. Phụ cấp đồ thêm dạ. Thấy không dạ. Ừ, nói chung là mình có cái chất giọng mình cũng thích hát nhưng mà dạ, mình dưới chưa có á, em mở cái clip ra anh quay hồi ngày đầu em lên đó ừ. Trời ơi mẹ cha la ôi khen anh dễ thương này đẹp trai dễ thương ừ. Rồi có đức có tài ừ. Bởi vì mới có phước mấy dữ hả thiệt mẹ không? Mẹ em bả cũng có người dựa mà bả nói này bởi vì mới càng ngày càng phát triển em có dựa luôn khá. Có người dựa luôn phải không thiệt con anh ơi anh không có nghèo đâu nói rồi con anh ơi. Thấy anh nhớ hồi bữa em nói trời mưa không ừ. Nhớ không cái bữa ông khai trương á ừ. Em nói trời mưa đây chứ anh tốt á à. Mưa chứ tốt mà mưa chừng nào mưa làm mọi chuyện mưa thuận gió hòa rồi nước ngập rồi mưa mất tiền ông ngập như cái sao nói dạ, gì ngập ừ. Như nước vậy hả ừ. Anh thấy ông tối không có chỗ ngồi nữa ông nói thiệt ừ. mà từ đêm tới anh tốt nữa tốt nữa hả ừ. Ghê tại, tại vì tuổi của em á với anh á là năm tới là sao anh tốt lắm em sao em hơi xấu một tí nhưng mà em cũng sao rồi không sao, sao rồi cũng hả? Như anh 10 em 7 vậy đó à. Hai anh em mình như là hả? Anh 10 em 7 rồi ở đây đi rồi dạ. Mình làm người hát bao logo rồi ha ừ. Vì logo. Là em đi để coi hồi trưa có thằng em nó chỉ đi vô đó không, có nhà trước tiên là đó. Đi hỏi dạ. Vòng mấy đứa nhỏ này nè coi có đứa mấy dạ. Đứa con gái nhỏ con gái này nó có ở mình gì không mà em nó ở xa thì sao thì nó xa nó có xe đi làm thì có gian còn em đi tính làm gần đi mình lội bộ ta, ừ còn đi làm được thì dạ. Đi làm ở đây hơi làm ca mà ca từ sáng tới tối luôn á tại mình đâu có đi chơi đâu có gì đâu thì thôi làm đó thì lương nó nhiều hơn dạ. Rồi mình ở đây mình ăn cơm nước luôn đó vậy đó rồi nhưng mà cái này là coi như là quý nhau nhận vô nhưng mà làm phải tập trung nha còn họ làm không tập trung vài bữa nữa là tôi chuyển qua bên ban quản lý là ban quản lý nó không ưng là cũng thôi mình xin bảy tay chào nha dạ. À chứ không phải là anh là nhận vô rồi cái xong rồi mình vô mình làm cái không có tập trung không có theo sự hướng dẫn cái không có quản lý được cái quán mà nó dạ. Hoạt động nó phải theo một cái sự sắp xếp nha dạ. Còn hát hò thì cái ngày nào hát thì anh sẽ báo người lên rồi sửa soạn đồ mặc đồ bình thường mà ba gì cũng được rồi hát dạ thấy không rồi vậy ha được không dạ vậy em phụ ấy hả à? Rồi giờ qua bên nói chuyện đi rồi nói chuyện đi rồi nói bây giờ trong ngày nay cũng lỡ ngày rồi thôi dành ngày đi kiếm cái dạ. Nhà đi kiếm nhà còn có nhà trọ rồi thì dạ. Hãy vô bắt đầu dạ. Công chuyện dạ rồi qua mùng năm ấy à qua mùng năm thì dụ ra giờ tới tối mà kiếm được công nhà thì mai lại làm dạ. Ừ, nói chung kiếm từ nhà được giờ nào thì là báo giờ đó rồi lại làm ừ. Nha dạ ok nói chung là trường biết nấu ăn nấu nước gì không hả biết nấu gì không biết mà ở nhà ăn cũng mà em ăn mặn lắm nấu không được đâu dạ em hả? Chỉ phụ thôi dạ hả? Có người nấu rồi em phụ thôi à. Thôi em nấu người ta đổ đồ chứ dạ đồ có em... nhiêu muối đổ vô hết hả em nấu nhà cha mẹ chê mặn dạ tại hả? Vì tại vì em ăn mặn dữ lắm vừa ăn mặn mà vừa ngọt nữa dạ nấu người ta hả? Đổ đồ chết à, em chỉ phụ thôi em phụ rồi. Như mấy gì mấy chế chổng á đặt rau á làm thịt gì đó mấy bạn à, bữa bà dạ. Con cô bác hỏi anh sao chứ em tới rồi không nhận luôn đi mà sao phải kêu em về quê làm hồ sơ dạ phải về quê làm hồ sơ mà bác chứ bả dưới lên mình đâu có biết bả là ai đâu phải về địa phương mình làm giấy tờ hồ sơ có xác nhận à bà Loan này lộn. Ở dưới quê là không có lộn không có nhậu nhẹt không có cờ dạ. Bạc không có này kia lỡ nhận vô không có hồ sơ à, cái hút có, chết được bên đồn không có tệ nạn xã hội gì đó không có tiền án tiền sự gì đó không dạ. Mình vô mình nhận em không có cái gì hết trơn luôn á thì không công an xã đó rồi sao đó cái hạnh kiểm của em hồi em đưa cho anh coi ông công an xã ông hỏi cưng con ai chủ hộ tên gì nói cha Nguyễn Văn Oan rồi mẹ Mạc Thị Thối hồi đó giờ có tệ nạn dạ có tệ nạn xã hội không hút chích gì không là trời ơi đâu có đâu cái ông nói chờ anh chút là ổng điện ổng là xã công an xã ổng điện xuống công an ấp á điện với cậu Tư hồi giờ chủ hộ Nguyễn Văn Oan này có đứa con á là tên Nguyễn Thị Loan hồi đó giờ có tiền án tiền sự không cậu Tư là không con bé này nó hiền dữ lắm không có gì chứ bé này đó giờ nó đi ngoan lắm không có ai ghét bỏ chứ ai mến hết chứ thì đó phải làm dạ. Cái chỗ ta là ok rồi ổng là vậy được okay, ha. Dạ. Rồi làm vô làm phải có hồ sơ để người ta lưu trữ rồi lại phải không dạ. Chứ không phải là chị cũng muốn nhận em vô lắm chứ không phải gì nói chung là cũng dạ. Chắc cũng thiệt thà thì sáng bà nói cũng, thì em khó. Hơi buồn mà chung á thì tại nó đủ người rồi dạ. Nhưng mà anh nói bà, để anh sắp xếp bà vậy tê rồi nó quải lắm dạ. Mấy ngày nay nó quải lắm cho nên tê. Em dạ. em cũng biết áp lực đó rồi, ừ. Áp lực thì em mới thông cảm tại nó đủ người rồi anh nói quản lý
anh nói với ai, anh nói là thôi đủ người thôi, mà đừng nhận nữa. Em la anh giỏi, em nói em là anh giỏi, anh biết nhiều công chuyện mà anh vẫn bình tĩnh. Vậy mới làm được chuyện lớn. Thì ra anh mới sắp xếp lại, anh hỏi. Rồi em nghe nói mà anh có công ty hả? Công ty làm gì? Tôi làm gì? Nghe người ta nói anh có công ty riêng mà. Công ty làm gì em biết đâu. Là gì biết đâu. Hình như anh có công ty để quay phim á. Thấy không? Thấy thì anh đang làm công ty mà. Dạ. Anh làm công cho ty. Công ty, anh có đã làm trong công ty mà. Nói anh có công ty riêng. Trời ơi, công ty thì mở mấy hồi em mở công ty cũng được nha. Mà chịu anh mở cho công ty. Thì không mở thôi. Thì làm giám đốc, quan em trọng đâu... là làm gì để nuôi công ty. Em đâu có khả năng mở đâu. Anh giàu anh có khả năng anh mở chứ em có khả năng mở đâu. Giàu gì bà ơi. Dạ, làm cũng xúc cái quần thôi. Nói chung tôi làm tới trước mắt là cho chị rồi nè, mấy anh rồi nè có công ăn chuyện làm. Đầu tiên là không biết lời lỗ sao. Biết nhiều ấy luôn, biết nhiều người khen anh là vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa có tài. Trời ơi. mẹ em biết nói sao không? Bà nói mày với mà Khương Dượng tuổi mà tao có tài gì, mày có tài gì? Nói tao có tài gì? Có tài ăn tài ngủ. Chơi mấy năm trước em mận cũng tiền không á. Vậy hả? Mà em buồn chuyện gia đình em bỏ về gọi đầu nghề ấy luôn. Nó anh đi bị bệnh á. Chuyện gia đình thì gian dở rồi. Là vô đây ví dụ có quen ai quen đừng có quen ông cậu chính nha. mà quen cậu chính tôi kêu bằng mầm mợ nữa mệt lắm bà nội. Nó chứ để không nó vui á. Dạ. Làm đi rồi mốt em bây giờ nói thiệt anh là gác chuyện tình cảm ăn gác bên. Hả? Gác tới khi nào? Em gác khi nào mà chán lắm rồi. Dài năm á là như thế nào đó chứ giờ em lo công việc. Vậy hả? Dạ, lo đi mừng. Tôi biết tại nhiều người đi mừng còn nuôi con em đó mà. Nó còn học đại học rồi, ủa cao đẳng còn 5 rưỡi nó mới ra trường. Biết bao nhiêu tiền rồi đó. Giờ em đi lo nó đừng. Nó học giỏi dữ lắm mà nó học từ lớp 1 tới giờ giỏi lắm. Em tính cho học hết lớp 12 nghỉ mà nó nói mẹ ơi con ham học tới đại học. Mà đại học á thì em lo không nổi. Hồi đó lo nổi chứ bây giờ mình ăn làm ăn thất bát rồi em lo tới cao đẳng là mẹ lo cao đẳng không được. Chờ cao đẳng tới ra trường chứ cũng mấy trăm rồi. Ở đây làm rồi đi rồi nói chung được cái hát hò có gì gần gần anh lấy anh vợt anh kêu anh vợt rồi lên hát ha. Dạ rồi thôi còn bây giờ thôi cũng cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. Dạ bữa giờ bà bác cũng trong là coi Khương vừa có sắp xếp công chuyện cho bạn Loan không? Dạ nay bạn Loan mới lên nên sắp xếp công chuyện cho bạn luôn, mặc dù là quán là đang dư nhân sự rồi nhưng mà bây giờ thì chắc chắn nó phải dư rồi, xong rồi qua chầm nửa tháng gì đó thì khi nhân sự nó sẽ biến động thì có bạn sẽ theo mình, có bạn sẽ không theo được cho nên là nó sẽ ổn định trở lại. Dạ rồi cảm ơn quý bà bác rất nhiều nha. Rồi sắp tới bà cũng sẽ nghe được giọng hát của bạn Loan nhưng mà phải đừng có hát sáng tả nha. Vẫn còn sáng tả, em ở nơi nào anh quay lên măng nhục với anh chồng em. Ổng chọc hoài luôn, điện chọc hoài luôn. Chồng mới ha. Chồng sao nè. Dạ. Chồng sao ha. Dạ. Nhiều chồng là... quá nói chồng nào đi chứ. Chồng ổng là bà nghĩ bà là mấy người chồng lớn? Em hai người. Không nhưng mà sau này còn nữa. Bà nghĩ là tới cuối đời bà mấy chồng. Hả? Em tính ở vậy luôn rồi. Không có ai nữa hết trơn á. Chán lắm à. Mẹ bà cũng nói nó vô bà hai ba lần vô phước rồi ở vậy mẹ. Bà nói thì em chứ. Nói thì giờ em gác chuyện tình cảm ngang bên, em lo đi làm nuôi con em thôi. Rồi vậy cũng đi. Nhiều người ta cũng khi dễ mình, chồng em cũng khi dễ em buồn lắm. Vậy hả? Phải làm đi. Tôi nay tôi khoác áo sơ mi tôi làm ca sĩ mà có ông coi. Ông nói trời ơi tao lại mày luôn ơi. Mày đi dám lên tới trên ấy tiệm con dừa nó tiệm mà lại gì tôi mến mộ ông, tôi đi tiệm ông vô gì. Nói chuyện với tôi có xin xỏ gì đâu. Lên tới trên ổng chơi đi làm được thì bố trí tôi làm. Dạ. Tôi làm tôi lãnh lương chứ tôi có là xin giỏi đâu đúng không? Gì cái kêu em đi kiếm nghề khác đi chứ nghề hát ca sĩ đâu phải chuyện giỡn đâu. Lại đâu phải chuyên nghiệp đâu mà ấy gì nó đâu phải chuyên nghiệp tôi học hỏi dữ lắm. Còn này ca sĩ miệt vườn chỉ ổng tổ chức chỉ vui chơi thôi cho bà con. Nó thẳng ổng luôn đi ổng. Dạ. Có coi nó thẳng ổng đi bà con dòng họ rồi chứ em nói gì mai mốt cũng còn biết chứ. Nè sẵn clip này nói thẳng ổng nghe đi. Thì em nói nãy giờ ông nghe chừng đó. Nghe chừng hả? Dạ. Ông có coi clip anh luôn hả? Coi. Coi hả? Ông coi hoài. Dạ, ông coi hoài. Ông coi mới thấy em bữa hổm đây đó. Rồi. Anh mới đưa lên ngày là ông thấy rồi. Thấy rồi hả? Ông điện ông gửi cho mấy đứa em hết trơn luôn. Dạ hả? Trời dạ. Mấy đứa em kêu trời không? Nó là ủa ở đâu mà anh hai có cái clip này? Thì hỏi chế mẹ. Mấy đứa hỏi ủa sao anh chơi mà anh Phương vừa ổng nổi tiếng lắm mà sao chế tìm được tới ổng? Là thì mến mộ thì kiếm đường đi thôi. Mấy năm trước chứ không biết, giờ chứ nhờ cháu á, nhờ gái em á. Cái cha trên Google điện em đi lên.
hai lần vấn lạc, đi lên hai lần vấn lạc. Không có thời gian chứ nhiều khi không gặp bà con bác thôi chứ anh đâu có gì đâu. Dạ. Anh là anh cũng bình thường như em vậy. Dạ. Nhiều người nghĩ nó quá to tát như. Dạ. Những người mà thiện chí vui vẻ yêu mến mình thì sẵn sàng gặp nói chuyện thôi. Dạ. Đúng không? Mẹ cha anh khen anh dữ lắm, mẹ có khen. Khen anh có đạo đức, có đức có tài. Bởi vì mấy người vậy mới có phước, càng ngày càng khá càng giàu lên. Còn mấy người mà nhầm khi giàu mà khi dễ người á không được. Bà nói anh không có khi dễ người. Anh nghèo khổ mà. Nghèo khổ không à? Anh cũng nghèo khổ, xưa nghèo khổ mà. Nghèo khổ mà. Em vợ mới nghèo nè. À, nãy Phương vừa nó gấp là Phương vừa qua đây gặp mấy bà chị nè. Chị không còn chị luôn. Chị Duyên hết rồi hả? Hả? Chị Duyên hết rồi hả? Ừ, gần hết rồi. Để lên lấy ông bơm cho. Để đẹp để keo đâu, để đâu chị cầm chuyên cầm đi, chị Duyên cầm nói chuyện nha. Đừng có đưa sát quá, đưa tầm tầm thôi. Giới thiệu bà con bác chị Duyên nha, chị ở bên Mỹ mới về cùng với lại những người chị của chị. Chào mọi người. Dạ. Thì vừa đáp xuống sân bay là chị ghé hậu quán ngay sau bờ giường để thăm Phương Dừa. Chị nói trên đường đi từ sân bay về đây chị nói là hy vọng là ở bên Mỹ luôn á. Dạ, sẽ gặp với Khương Dừa. Mà chị vừa bước xuống xe nãy Khương Dừa thấy cháy sẽ thấy chị chạy cái xe tới là xe 67 là chị mới vừa xuống xe đó là chị thấy Khương Dừa chị mừng lắm. Rồi xong nãy lên chụp hình rồi. Rồi nãy Khương Dừa ghé nói chuyện với bạn Loan. Cho nên giờ qua để gặp chị Uyên. Chị cũng muốn về đây để thăm gia đình rồi ghé thăm Khương Dừa. Rồi chị cũng muốn tham gia chương trình Ngôi Sao Bờ Giường mà Khương Dừa được biết là chị đi qua về thì nghỉ có 2 tháng à. Đó. Rồi xong rồi chị phải về bển mà Ngôi Sao Bờ Giường mình tới tháng 3 mới tổ chức cắt tin lại và tới tầm chắc khoảng tháng 5 mới ghi hình. Cho nên là chị Uyên thiên được. Nhưng mà giờ Khương Dừa sẽ thử giọng của chị Uyên để coi chị Uyên hát như thế nào. Nếu được thì mình sẽ mời chị Uyên hát giao lưu ở trong những cái đêm nhạc của hội quán. Tại vì giờ là bây giờ là em dự định là trong tuần có thể là bữa là dự định là thứ tư thứ bảy mà giờ có thể là thứ hai thứ năm thứ bảy là một cái đêm nhạc lớn có nghệ sĩ nữa để em mời để bà con bác tới xem. Rồi cái đó là bán vé nước. Còn ví dụ thứ hai thứ ba thứ năm là em mời bà con cô bác mà hát tốt á để mình lên mình giao lưu đó. Thì chị Uyên hát em nghe thử giọng đó, xong nếu được em mời chị Uyên giao lưu thứ ba thứ năm. Thì chị Uyên là về Châu Đốc hả? À, chị quê ở Phú Tân. Nhưng mà chị cũng thích rất là thích hát, tối ra hát lắm. Mở lên coi của Uyên sau giờ làm mà em biết quá, khi mà chị về nhà dạ. Sau giờ làm ngoài cái giờ mà chị học tiếng Anh đó, là chị lên chị xem cái kênh của em hả? Đậu lâu giải qua Khôi nè. Rồi hồi đó cô là bầu xô nữa. À, cô bầu xô hả? Bầu rồi cái hát rã đám thì nghệ sĩ nó quánh lộn quá nghỉ luôn. Dạ. Rồi cái con này nó ca nó đậu bài Chuyện Ba Người hay lắm. Nó hát rất hay mà tại vì giọng nó mệt đó. Dạ. Nhưng mà chị Nguyên bay 24 tiếng giờ thật sự với em là không sao nghe cái giọng nó biết rồi. Thử rồi. Bây giờ chị Nguyên thử giọng đi. Thử giọng ha. Thử rồi không sao đâu. Đi. Giờ chị hát nhạc đi giọng cổ đi. Chị hát một cái đoạn nhạc ha. Đoạn nhạc cái bài Chiều Sân Ga. Chiều Sân Ga ha. Rồi mời chị Nguyên nha. Lần đầu gặp em khi phố khuya chưa lên đèn. Giờ này ngồi đây trên sân ga chiều loang nắng. Vùng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu. Cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi mang cho ta nhiều lưu luyến. Chuyện gần chuyện xa mới hay anh từ xa. Em trách con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga. Hay quá. Hay quá. Hơi mà mở thông đi đạo được lộn múi giờ nữa không? Chị đâu ngủ đâu. Hai đêm rồi. Hay quá. Trời ơi. Rồi về giờ này là vậy chị về được 2 tháng. Chị về 2 tháng coi như là nay tháng 1 rồi tháng 2. Rồi bay rồi. Chị không có biết nhịp nhàng về hát cổ đó, nha dạ. Khương Dừa nhưng mà dạ. Chị rất là thích hát cổ tại dạ. Vì nó cũng là một cái làn điệu của quê hương dạ. Bánh gì ngoại ơi gì rồi, đó mình miền Tây mà bây giờ chị hát nhạc là hay rồi mà chị mà ở lại mà chị mà thi ra được em chọn chị vô ghi hình luôn thiệt á chị hát một đoạn giọng cổ ha dạ. Giọng cổ đi mà hát chuẩn nữa này ghé
án cho hết. Nhưng mà sao chữ T, T rồi chị phát âm chuẩn lắm, với lại nghe cứ có chất của Huế đó. Chị hát được Huế mà. Chị ảnh hưởng chị của hát... ca sĩ nào đâu? Trên em nghe giống kiểu của chị hát một đoạn cổ trong bài Tình Xuân. Dạ dạ. Mà cái câu cổ thôi. Dạ câu cổ dạ, tại vì cái giờ chị không có hơi nhiều nữa. Dạ dạ. Mời chị. Dạ, chị Viên. Mùa xuân ơi cứ đến rồi đi, mà hương sắc mùa xuân vẫn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má, và tha thiết của ngoại tôi đang thắm đỏ môi cười. Ngoài vẫn ngồi gói bánh ngoài hiên như những năm nào. Cha thì chỉ cách chùi bổ lư đồng cho anh rể, còn má, má giải thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu. Thằng Út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, với ý nghĩa cầu vừa đủ xài cho sung túc. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ rước ông bà. Cái bài này em nhớ là như cô Tình Xuân Quệ, cô Tình Quệ hát không? Bài này hay, chị hát hay đó, mà chị mà có sức khỏe nó mà đủ hơi luôn cho hát. Em nghĩ chị bay 24 tiếng, chị rất là mệt luôn. Nhưng mà giờ này chị không có được ngủ nữa. Hay quá rồi. Thôi hát hay mà. Sáng đêm rồi hôm giờ. Vậy thôi bây giờ nếu mà không có cái chuyện tham gia Ngôi Sao Vườn thì tính sao đi, tại vì nó thời gian nó dài lắm. Dài á. Phải tới tập luyện nữa, dàn dựng nữa. Đúng rồi, với lại băng nhạc nữa. Dạ. Rồi nhịp nhàng. Còn giờ nếu được thì chị Uyên xíu, chị Uyên biên cho em cái số, em ghi lại em rồi xong rồi cái mốt hỏi tên thử giọng lên mốt chị Uyên chỉ lên sớm chị Uyên cho em cái bài. Rồi xong các em cho Ben rap với chị Quang lần, rồi chị lên chị hát giao lưu với bà con cô bác chị, hai ba bài cũng được. Chị ngưỡng mộ em nè. Dạ. Rồi anh Kerman. Dạ dạ, cảm ơn chị. Thì theo mấy cái clip của anh Kerman ấy thì tiếng ra 4.0 á. Dạ. Chị cũng ước được một lần khi mà về đây á. Dạ. Thì ảnh sẽ đi về trên quê của chị á. À. Khi mà chị biết ảnh ở cái khu vực nào ở An Giang á. Dạ. Chị sẽ dạ. tới để dạ. mà có một cái gì đó gọi là ủng hộ cho bà dạ. con. Dạ ảnh dạ. anh chưa có làm lại. Chị coi những cái clip thì theo chị được biết là ảnh quay những cái chương trình ở trên ở Tân Châu á. Dạ. Nhưng mà chưa có dạ, dạ. có cho cái dòng 4 hôm dạ, dạ. 14 hay 13 gì đó, chị cũng không có nhớ nhưng mà. Dạ. Dạ. Chị theo dõi em từ cái ngày mà đầu tiên mà em mở cái hội quán này luôn á. Dạ, dạ. Uh-huh. Mà chị vẫn có Ngôi Sao Vườn chứ? Có. Bà con bác cũng coi hả chị? Có, chị cô có mở luôn bên dạ. chứ nó ngồi bên bệnh Mỹ thì hát lúc đó là có giao lưu ở đây là bữa nay ơi Duyên ơi mở đi hình như là Duyên vừa có mới vừa hoàn thành xong nè dạ. cảnh này nè còn dạ. cái chuyện mà cái sân khấu mà có hoa cỏ xanh xanh đó là cái đó hình như là cái sân khấu khác nha dạ hoa cỏ xanh xanh khác cũng bữa cũng của ra đây nhưng lệ đá đúng không đá, à, đúng rồi dạ, dạ. Ra nói mới luôn nè tưng bừng dạ, lắm dạ, dạ. Rồi. Chị lúc mà chị ở sân bay chị đứng lúc mà chị vô hải quan vô Việt Nam á chị mới nói nếu mà thật sự mình có duyên á mong là gặp Phương Dừa dạ. chị gặp dạ. em chị mừng quá trời dạ nãy em tính về chứ vậy đó hả dạ về nghỉ xíu dạ. bà độ ha dạ thôi chị hát hay dạ. quá dạ. hát hay dạ. quá dạ vậy thì thôi chị ở dưới về Tân Châu dưới về Phú Tân đi rồi dạ. Rồi chắc cũng phải qua 13 tay á qua 13 tay gì đó được, rồi mình sắp xếp thời gian cái mình em dạ, báo lịch cái gì mình lên mình hát mà nguyên gia đình mình đi xe lên rồi ngồi uống cà phê rồi mình là chị lên hát giao lưu rồi ai hát đó. Được nữa thì chị giới thiệu em đưa à. Đi đưa xuống hồn dạ, rồi để đếm đếm ghi dạ. cái thằng dạ. thằng bạn của thằng dạ. thằng con trai đó dạ. là thằng gì tên gì Viên nó vừa rồi con của quay clip học tròn đó học tròn của Thường học tròn Khánh Thường đó dạ dạ rồi nhưng mà cái chị không có xíu phone mới gì không biết xíu phone để xíu em gọi qua dạ rồi dạ, thôi giờ thôi tạm thời chào tạm biệt quý bà con cô bác nha cảm ơn quý bà bác rất nhiều kính chúc bà con bác thật nhiều sức khỏe xin chào tạm biệt và hẹn lại bye bye.